Xin chào, các bạn đang theo dõi video đến từ HL Studio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sản phẩm Micro Wireless TN-VI V3 và V3S. Cả hai bộ đều tương tự nhau về chất lượng âm thanh. Với V3 sẽ có một bộ thu và một bộ phát. Đi kèm theo sẽ là một cáp sạc USB chia làm hai cổng Type-C, hai cáp kết nối, một về điện thoại và một về máy ảnh. Còn với V3S, bạn sẽ có một bộ thu và hai bộ phát. Đi kèm theo đó cũng sẽ là một cáp sạc chia làm ba cổng Type-C, hai cáp kết nối. Ngoài ra, bạn còn có thêm hai bông lọc gió nữa đi kèm. Cách sử dụng của V3 và V3S đều tương tự nhau. Chỉ cần bật nguồn, kết nối bộ thu với máy ảnh hoặc điện thoại bằng cáp chuyển tương ứng là mic sẽ hoạt động. Khi đèn báo trên bộ thu đang nhấp nháy, báo hiệu thiết bị chưa kết nối với nhau. Còn khi đèn sáng liền mạch, tức là kết nối đã ổn định. Kết nối với máy ảnh để thu âm thì chỉ cần dùng cáp TRS kết nối với bộ thu là có thể sử dụng. Còn với điện thoại sẽ cần thêm app hỗ trợ. Với Android, ở đây mình sử dụng app Open Camera. Các bạn cũng có thể sử dụng app khác, có tùy chọn âm thanh bằng micro ngoài cũng được. Để nhận mic, bạn sẽ vào phần cài đặt, kéo tới phần ghi âm, chọn nguồn âm thanh là micro ngoài. Như vậy, máy sẽ nhận micro ngoài làm thiết bị ghi. Còn đối với iPhone, từ iPhone 7 trở lên cần phải có cáp chuyển 3.5 sang Lightning để kết nối. Đối với V3, kích thước của cả bộ thu và bộ phát tương đương nhau, nên bạn sẽ phân biệt qua kẹp cài áo ở phía sau. Bộ thu ký hiệu RX ở phía sau và không có nút tăng giảm âm lượng. Còn bộ phát có ký hiệu TX ở phía sau và có thêm hai nút tăng giảm âm lượng thu vào. Còn V3S có sự khác biệt. Khi bộ thu có kích thước nhỉnh hơn hẳn, hai bộ phát nhỏ hơn và có đèn báo khác nhau, một chiếc màu xanh lá và một chiếc màu xanh lam. Bộ phát của V3S khác với V3 ở chỗ, nó không chỉ có dãy lỗ thu âm ở phía trên, mà còn có thêm hai khe nhỏ để gắn bông lọc gió. Còn về vị trí nút nguồn, các nút âm lượng, cổng sạc và cổng cắm mic kéo dài đều tương tự nhau. Bộ thu của V3S cũng có sự khác biệt lớn. Ngoài kích thước lớn hơn, cổng Type-C của nó cũng có thêm chức năng so với V3. Ngoài chức năng sạc, bạn cũng có thể sử dụng cổng chuyển Type-C sang 3.5 để cắm tai nghe, hoặc sử dụng tai nghe có cổng Type-C để cắm trực tiếp. So với cổng 3.5 thì nó cho chất lượng âm thanh tốt hơn hẳn, giúp cho việc theo dõi khi ghi âm dễ dàng hơn. Trong tầm tiền khoảng 1 triệu đến 1 triệu rưỡi thì V3 và V3S là một trong những bộ micro tốt nhất với chất lượng âm thanh tốt và dễ sử dụng. Nó phù hợp với đa số người dùng phổ thông muốn có một bộ micro để nâng cao chất lượng âm thanh. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm mình có để dưới phần mô tả. Nếu có góp ý hoặc bất cứ thắc mắc gì, các bạn hãy để lại bình luận phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại! Đến với HL Studio, chúng tôi hân hạnh mang đến cho các bạn những thiết bị tốt nhất phục vụ cho công việc quay phim, chụp ảnh. Từ các loại đèn led bỏ túi, led ống cho đến các loại đèn chuyên dụng trong studio, từ các loại phông nền, chân đỡ đến micro thu âm. Bạn cần bất cứ thứ gì chúng tôi đều có. Đến ngay showroom để được tư vấn những sản phẩm tốt nhất với mức giá ưu đãi nhất. Link website được để dưới phần mô tả của video này.